Về quê chăm vợ ốm, người đàn ông vừa xuống Hà Nội thì gặp nạn trong vụ cháy. Thứ sáu tuần trước, 17 tháng 5, anh Tê xin nghỉ phép về quê đưa vợ lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn mổ ruột thừa. Sáng 23 tháng 5, anh xuống Hà Nội, không ngờ gặp chuyện ngay tối hôm đó. Tiếng chuông điện thoại vô vọng. Trưa 24 tháng 5, một nhóm thanh niên lặng lẽ dảo bước vào nhà tang lễ bệnh viện 19 tháng 8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, với tâm trạng nặng nề. Công an chốt chặn hai cổng ra vào của nhà tang lễ, yêu cầu chỉ một người trong số họ được vào bên trong nhận diện thi thể. Sau 15 phút, người này đi ra với đôi mắt đỏ hoe. Không còn hy vọng nào nữa, đồng nghiệp của chúng tôi đã không qua khỏi sau vụ cháy kinh hoàng ở Trung Kính. Lê Trung Thành, 34 tuổi, nói. Anh Ma Ngọc Tê, 37 tuổi, xã Đồng Thắng, tỉnh Bắc Cạn, đồng nghiệp của anh Thành, là một trong 14 nạn nhân không qua khỏi trong đêm định mệnh tại căn nhà bốc cháy không lối thoát ở ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Buổi sáng định mệnh, anh Tê không đến cơ quan như mọi ngày, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Có thể điện thoại vẫn còn trong phòng trọ nhưng cuộc gọi cứ thế rơi vào tuyệt vọng, anh Thành phỏng đoán. Từng nhiều lần đến phòng trọ nằm trên tầng 3 của đồng nghiệp, anh Thành nhìn qua ảnh hiện trường trên mạng xã hội, nhận ra ngay trong con ngõ nhỏ đó chỉ có duy nhất một căn nhà sửa chữa xe điện, là nơi anh T đã sinh sống khoảng 5 năm. Chúng tôi đến nhà trọ nhưng công an đã phong tỏa hiện trường nên tìm đến nhà tăng lễ trong khi chờ người nhà từ quê xuống Hà Nội. Anh Thành nói, từ Bắc Cạn, người nhà đọc thông tin vụ cháy ở quận Cầu Giấy vừa gọi điện cho em họ của anh T ở Hà Nội là bác sĩ Đinh Thị Đầm, chuyên khoa 2, chuyên ngành hồi sức cấp cứu, khoa cấp cứu đột quỵ, bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Gọi T không được, không biết nhà trọ cháy có phải nơi T sống không, đầu dây bên kia hoảng hốt, Chị Đầm cũng gọi vào máy của anh trai, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông vô vọng. Chị nghĩ anh bận, định gọi lại lúc khác, xong cũng bắt đầu tìm kiếm tung tích anh. Mỗi hộ dân góp 2kg gạo hỗ trợ gia đình. Nữ bác sĩ nói bắt đầu tìm kiếm từ nơi có sự sống. Chị gọi điện cho người bạn công tác tại bệnh viện điều trị nạn nhân bị thương, nhưng trong danh sách không có ai tên MNT. Liên hệ đến bệnh viện 19 tháng 8 xác nhận anh T là một trong bốn nạn nhân được chuyển về đây. Chị Đầm bàng hoàng không biết bắt đầu từ đâu để thông báo cho bố mẹ anh. Tôi mới gọi cho em gái anh Tê xuống Hà Nội để xét nghiệm ADN nhận thi thể. Cả họ đều sốc, thương xót số anh còn trẻ, chị nói. Một mình đến nhà tang lễ bệnh viện 19 tháng 8, chị đầm thấy đồng nghiệp của anh trai đã chuẩn bị sẵn, mua từng chiếc áo, chiếc khăn. Anh trai vợ trên đường công tác đã vội xuống xe cùng người cháu vào bệnh viện nhận diện thi thể anh Tê. Khi công an đưa ảnh anh Tê, chị đầm nhận ra ngay anh trai mình được xác định không qua khỏi do ngạt khí. Chị thay mặt gia đình lo mọi thủ tục, thuê xe, đón anh về Bắc Cạn. Một đồng nghiệp trong công ty ngồi cùng xe tang với chị Đầm. Trên xe, lòng nặng trĩu, nữ bác sĩ đắn đo, không biết phải thông báo thế nào với bố mẹ hơn 60 tuổi và người vợ đang nằm viện của anh Tê. Chị dặn người thân sang nhà nói chuyện, làm tinh thần trước với ông bà. Cùng lúc đó, họ hàng thay nhau dựng dạp, chuẩn bị lo hậu sự, thông báo tổ dân phố. Thi thể anh Tê được đưa về nhà tại thôn Nà Văn, xã Đồng Thắng vào khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 5. Căn nhà sàn đơn sơ ở chân đồi, từ đường nhựa phải đi bộ vào thôn khoảng 1 km, băng qua một cánh đồng. Biết vậy, cả thôn làng đã đứng chờ sẵn ở đầu đường, mỗi người một tay đón anh về nhà. Ngay trong tối 24 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thắng, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đã xuống thăm hỏi động viên gia đình anh T. Chính quyền vận động bà con lối xóm giúp gia đình chuẩn bị hậu sự, mỗi hộ dân đóng góp 2 kg gạo, một vác củi khô 50 000 đồng. Tất cả nhân dân trong thôn ở độ tuổi lao động giúp gia đình đến khi an táng xong. Gia đình anh Tê hoàn cảnh làm thuần nông, bố mẹ tuổi đã cao, anh lại là con trưởng, người vợ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, giờ nhận tin dữ này vô cùng đau đớn, lãnh đạo xã Đồng Thắng nói. Vợ chồng sống xa nhau từ khi kết hôn. Từ lúc kết hôn, vợ chồng anh Tê buộc sống xa nhau. Anh cố bám víu Hà Nội vì sợ ở quê không có việc làm. Còn vợ anh là chị HTN, công tác tại ngân hàng chính sách ở Bắc Cạn. Ngày trước, mẹ anh T từng vay ngân hàng cả trăm triệu đồng để xin việc cho anh ở Bắc Cạn, nhưng bị kẻ xấu lừa mất sạch. Gia đình nhờ người đòi mãi mới thu hồi được khoản tiền. Cặp đôi kết hôn đã lâu nhưng khó khăn đường con cái do người vợ mắc bệnh, bestedo, khó có thai. Ba năm trước, anh chị hạnh phúc cho đón cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ anh T tuy đã lớn tuổi sức khỏe yếu, song cố chăm sóc cháu nội để con dâu yên tâm đi làm. Mỗi cuối tuần, anh bắt xe khách về quê thăm vợ con và gia đình. Em gái anh Tê đã kết hôn, sống tại Bắc Cạn. Cả gia đình một mình anh thuê trọ ở Hà Nội. Không ai rõ anh thuê trọ ở đâu, chỉ biết ở quận Cầu Giấy. Anh bảo thuê phòng trọ tốt, phù hợp điều kiện hoàn cảnh bản thân, nên không ai hỏi thăm nhà trọ đó kết cấu xây dựng thế nào. Chị Đầm nói. Thứ sáu tuần trước, 17 tháng 5, anh Tê xin nghỉ phép về quê đưa vợ lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Cạn mùa ruột thừa. Đến sáng 23 tháng 5, anh xuống Hà Nội, không ngờ gặp chuyện ngay tối hôm đó. Khu đất rộng hơn 200m2 với hai khối nhà, có nhiều người thuê trọ, nằm sâu trong ngõ phố Trung Kính, bốc cháy dữ dội vào khoảng 0 giờ 30 ngày 24 tháng 5. Khoảng 50 cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố, quận Cầu Giấy, cảnh sát 113 Cầu Giấy và công an phường Trung Hòa được huy động. Sau 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không cháy lan ra các hộ gia đình liên kề. Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Nằm trên giường bệnh sau ca mổ ruột thừa hôm 19 tháng 5, chị N đăng tải dòng trạng thái đau xót. Vĩnh biệt anh, em và con mãi yêu anh, anh nghỉ nhé, chồng yêu. Chị xin xuất viện sớm để chịu tăng chồng, mang thuốc kháng sinh về nhà uống. Chị đầm và anh tê thương nhau như ruột thịt thường xuyên tâm sự. Mỗi lần ốm đau, anh đều sang nhà chị để lấy thuốc hoặc tiêm truyền. Anh là người hiền lành, sống tiết kiệm. Gia đình và thôn làng ai cũng quý anh, nên nghe tin đều thương xót, chị Đầm nói. Anh Thành nhận xét đồng nghiệp là người sống hòa đồng vui vẻ. Nhiều đồng nghiệp bạn bè từ Hà Nội về Bắc Cạn trong đêm cùng gia đình tổ chức đám tang cho người bạn xấu số. Có lần chị Đầm hỏi anh Tê kế hoạch dài hạn cho tương lai về Bắc Cạn đoàn tụ với gia đình hay tiếp tục ở lại Hà Nội. Anh nói chưa có dự định cho tương lai. Thôi bây giờ ở dưới này còn có công việc. Ngày qua, các phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn đi qua tỉnh Khánh Hòa đều phải giật mình né tránh những người dân đi băng băng dọc theo giải phân cách giữa đường để nhặt nhôm nhựa. Tình trạng người dân đi nhặt nhôm nhựa như trên đã gây mất an toàn giao thông, còn gây nguy hiểm cho chính bản thân họ. Khi nhận trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Vĩnh Lương, Nha Trang, một người đàn ông với chiếc bao tải cầm tay, ung dung đi sát dọc theo giải phân cách ngay giữa đường quốc lộ trước dòng xe cộ chạy đan sen dày đặc để nhặt nhôm nhựa. Do đây là quốc lộ 1A nên mật độ lưu thông rất đông, nhất là các xe tải lớn, xe container liên tục chạy qua. Nhiều xe chạy sát ngay người đàn ông này với khoảng cách chưa đầy 1 mét. Rất nhiều lái xe phải giật mình né tránh khi bất ngờ phát hiện chứng ngại vật giữa đường. Tương tự trên quốc lộ 1, đoạn đi qua huyện cam lâm tỉnh khánh hòa cũng xuất hiện một người đàn ông khác chậm rãi đi nhặt nhôm nhựa dọc sát theo giải phân cách giữa đường quốc lộ rất nguy hiểm tình trạng nhặt nhôm nhựa mạo hiểm như trên diễn ra trên suốt chặng đường dài hàng mấy cây số đề nghị chính quyền địa phương cần ngăn chặn việc làm liều lĩnh trên để đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ